Chúng ta có khá nhiều các ca bệnh. Thì trước hết chúng tôi xin trân trọng kính mời các thầy cô bạn ở đầu cầu bệnh viện Lào Cai trình bày trước ạ. Xin mời các bạn. Em xin kính chào các thầy cô cùng các quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu ạ. Em là bác sĩ Nương ở trung tâm ung biếu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai ạ. Em xin báo cáo với thầy cô là hôm nay bệnh viện em có tổ chức cái hoạt động khai trương trung tâm ung biếu. Thế chính vì vậy là các bác sĩ chúng em cũng không tham gia được đầy đủ ạ. Em mong các thầy cô, các anh chị thông cảm. Vâng, sau đây thì em xin báo cáo ca bệnh hội chẩn của Bệnh viện Đa khoa Lào Cai ạ. Bệnh nhân nữ 34 tuổi ạ, dân tộc Tày, nghề nghiệp nông dân, địa chỉ ở Cam Cọn, Bảo Yên, Lào Cai. Lý do vào viện là đau vú trái và tiết dịch núm vú trái ạ. Bệnh sử, bệnh nhân tự phát hiện khối u vú trái cách đây 3 năm nhưng chưa đi khám. 3 tháng trước khi vào viện thì thấy khối u to hơn, đau nhiều hơn, kèm theo chảy dịch núm vú. Bệnh nhân đi khám vào viện. Tiền sử, bản thân có u vú trái 3 năm, ngoài ra thì không mắc bệnh mạn tính gì. Tiền sử sản khoa thì bệnh nhân kinh nguyệt đều, có con nhỏ, một con nhỏ 3 tuổi, sinh thường. Tiền sử gia đình thì không có ai mắc bệnh ung thư. Tình trạng lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, da niêm mạc hồng, thể trạng trung bình, PS bằng 1, cao 1m51, cân nặng 52kg, diện tích da là 1,46m2 ạ. Khám tình trạng lúc vào viện, khám vú, vú trái có tình trạng sần da cam, vị trí 1/2 dưới, có khối u kích thước 2x6cm, chắc, di động hạn chế. Vú phải tại vị trí 5 giờ, có khối u kích thước 1x1,5cm, mật độ chắc, di động dễ. Khám hạch, hạch nách trái kích thước 1,5cm, chắc, còn di động, hạch nách phải thì không sờ thấy. Hạch cổ và hạch hố thượng đòn hai bên thì không có. Các cơ quan khác, tim nhịp đều, T1, T2 rõ, phổi, rì rào phế nang rõ, không có ran, bụng mềm, không trướng, gan lách không to, các cơ quan khác thì chưa phát hiện bất thường. Cận lâm sàng, xét nghiệm công thức máu và sinh hóa máu đều ở trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân nhóm máu O, viêm gan, các xét nghiệm viêm gan B, C và HIV âm tính, xét nghiệm CA và CA153 bình thường ạ. Kết quả siêu âm tuyến vú hai bên, vú trái nhu mô 1/2 dưới, có khối u kích thước 19x61mm, trong có nhiều vi vôi hóa, ranh giới không rõ. Hạch nách trái kích thước 9x16mm, không rõ cấu trúc xoang hạch. Siêu âm vú phải, nhân giảm âm vú phải kích thước 6x15mm, bờ ranh giới không rõ, vị trí 5 giờ. Hạch nách phải không có. Siêu âm mổ bụng bình thường. Kết quả cắt lớp lồng ngực, có dày tổ chức kẽ hai phổi, tuyến vú trái có vùng tổn thương tăng ngấm thuốc 20x60mm. Em chụp lại một số các hình ảnh siêu âm u vú và hạch nách u vú phải. Kết quả chụp cộng hưởng từ thành ngực có hình ảnh đám giảm âm 1/2 dưới ngoài vú trái, kích thước 71x21mm. Các cơ thành ngực có tín hiệu đồng nhất, không có khối khu trú. Hạch nách trái kích thước 8x60mm. Kết quả mô bệnh học, xét nghiệm tế bào học vú bên trái là ung thư biểu mô tuyến vú, tế bào học của u vú phải là ung thư biểu mô tuyến vú, tế bào hạch nách trái là hạch viêm mạn tính. Kết quả hóa mô miễn dịch của u vú trái là ung thư biểu mô thể ống xâm nhập độ 3, IA dương tính 60%, PA dương tính 20%, HER2NU âm tính, Ki-67 dương tính 30%. Kết quả hóa mô miễn dịch thì trên em cũng chưa làm được nên là gửi về Việt Đức ạ. Chẩn đoán của em là ung thư vú trái CT3N2M1, di căn vú bên phải. Hiện tại thì bệnh nhân đã được điều trị sau 2 chu kỳ hóa chất AC, toàn trạng bệnh nhân ổn định, dung nạp thuốc tốt. Khám lâm sàng vú trái u kích thước giảm còn kích thước 3x4cm, chắc, di động kém. Hạch nách trái thì sờ không rõ.
Vú phải thì không sờ thấy u nữa, hố nách phải thì cũng không có hạch. Và em cho siêu âm kiểm tra lại khối u vú trái kích thước còn 17 x 40 mm, có nhiều nốt vi vôi hóa. Câu hỏi thảo luận. Chúng em xin ý kiến các thầy về cái chẩn đoán của chúng em đã có hợp lý hay không. Một cái ung thư vú trái, di căn vú phải có cần phân biệt với một cái trường hợp ung thư vú hai bên. Và hướng điều trị tiếp theo thì dự kiến chúng em sau khi điều trị hóa chất đủ 4 chu kỳ AC4T thì sẽ xét phẫu thuật và sau đó xạ trị và điều trị nội tiết cho bệnh nhân. Em xin ý kiến các thầy ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn em. Có bệnh án rất là rõ ràng. Trong cái bệnh án này thì trước hết chúng tôi xin trân trọng kính mời bác sĩ Lê Anh Tuấn, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh sẽ cho các cái ý kiến về chẩn đoán hình ảnh trước, sau đó đến giải phẫu bệnh. Kính thưa thầy chủ tịch hội đồng, kính thưa các quý đồng nghiệp, về bản chất khối u thì đã được định bệnh bằng giải phẫu bệnh rồi. Bây giờ và có cái kích thước của khối u cụ thể. Bây giờ mình xếp loại lâm sàng của khối u. Đấy, về bên phải thì là khối u và bên trái là khối u lớn, kích thước là trên 4 cm. Bên phải là khối u dưới 2 cm thì xếp loại lâm sàng theo T4 và T1C. Bên trái là T4, bên phải là T1C. Hạch thì ở đây thì cần đưa ra thêm cái tiêu chuẩn của hạch. Hạch bất thường đấy là những cái hạch mà có độ dày nhu mô trên 2.3 mm, hoặc là mất cái tính chất cái độ tăng âm của rốn hạch là hạch bất thường, hoặc hai là thứ ba là cái trường hợp mà cái độ dày của cái mô hạch vỏ không đều nhau. Đấy là ba cái trường hợp bất thường mà các nhà chẩn đoán hình ảnh có thể báo cáo cho các nhà lâm sàng để hướng dẫn sinh thiết. Và về câu hỏi đặt ra ở đây có phải là u của vú trái mà di căn sang vú phải hay không, thì cái câu hỏi này hơi sâu và hơi xa đấy. Nhưng mà mình đặt ra cái trường hợp này bệnh nhân có u vú hai bên đấy. Cái u vú hai bên thì là chiếm tỷ lệ khoảng tùy theo báo cáo là từ 3 đến 12% u vú hai bên. Còn u vú mà khi xét đến độ tiến triển về thời gian thì người ta u vú đồng thời và u vú khác thì u vú đồng thì nghĩa là cái thời gian phát hiện ở hai u u nguyên phát và u thứ hai là trong vòng từ 6 đến 12 tháng, từ 3 đến 12 tháng, chứ không nhất thiết phải là cùng thời điểm, gọi là đồng thì. Nhưng mà còn cái u vú đồng thì đấy thì chiếm khoảng 1%, và cái u vú mà khác thì khác thời điểm nghĩa là từ thì chiếm tỷ lệ cao hơn tùy theo các nghiên cứu đấy. Nhưng mà cái vấn đề của đề ra là thì cái phát hiện sớm của cái u đối bên, của u đối bên so với cái u nguyên phát đã biết, thường kiểm tra sau điều trị là khoảng 3 đến 6 tháng là có thể bắt đầu cho kiểm tra được rồi. Đấy. Về còn đối vấn đề di căn vú phải từ một vú sang vú đối bên thì hơi sâu, nhưng mà trong y văn thì đã có ngày trước đây thì người ta quy ước là những cái u vú đối bên thì phát hiện sau thường có cái như là gọi là khác thì thôi. Nhưng bây giờ với những cái phát triển của công nghệ gen và miễn dịch thì người ta có thể xác định được một số ít trường hợp là có di căn. Và thông thường cái di căn đấy thường là cùng với cái mật độ cùng cái tính chất giống cái u nguyên phát đấy. Thí dụ ung thư biểu mô ống thì bên kia cũng là ung thư biểu mô ống, ung thư biểu mô thùy thì bên kia cũng là thế. Vâng, đấy là một vài ý kiến con thôi. Vâng, cảm ơn thầy Toán chẩn đoán hình ảnh. Xin mời thầy Trương giải phẫu bệnh. Kính thưa giáo sư Nguyễn Gia Bình, chủ trì buổi hội chẩn. Kính thưa các bạn đồng nghiệp, báo cáo thầy với trường hợp bệnh nhân nữ 34 tuổi này phát hiện ung thư vú hai bên, trong đó thì về phần chẩn đoán giải phẫu bệnh thì đã có là ung thư vú bên trái là thể ống xâm nhập độ 3 mà đã có xét nghiệm hóa môn miễn dịch. Ung thư biểu mô phía bên phải thì cái này thì nhờ bác sĩ phía đầu cầu Lào Cai đính chính lại về cái chẩn đoán, bởi vì có thể là trong này báo cáo viết nó hơi sai, tức là ung thư nội ống nhưng mà lại xâm nhập, thì hai cái này là cần phải đính chính lại. Vì cái câu chuyện khi mà xác định rõ cái thể lâm sàng ở đây, thể giải phẫu bệnh ở đây thì cũng trả lời được câu hỏi cho lâm sàng, đó là nó là ung thư vú hai bên hay là ung thư vú di căn. Báo cáo thầy với trường hợp mà ung thư ở bên phải là ung thư vú thể nội ống mà bên trái là ung thư vú thể ống xâm nhập như thế này rồi, thì mình có thể khẳng định được nó là trường hợp mà ung thư vú cả hai bên.
Cũng như bác sĩ Tuấn đã trình bày thì với các cái ung thư vú mà thể hai bên này thì người ta phân thành gọi là synclerosis hay là metachronosis. Thì báo cáo thầy cái với các cái trường hợp mà ung thư thể mà phát hiện cùng một thì thường nó liên quan đến một đột biến gen, mà trong trường hợp này là các cái đột biến gen BRCA1 và BRCA2 liên quan đến hội chứng Lynch, thì cái này thì có lẽ là về phía lâm sàng lát nữa tiến sĩ Thái sẽ trình bày một cách nó cụ thể hơn. Còn em cần bổ sung thêm đó là với trường hợp mà ung thư cả hai bên này thì nhất thiết phải làm là hóa mô miễn dịch của cả hai cái ung thư, cả vú phải và vú trái. Vì mặc dù là ung thư nội ống nhưng mà nó vẫn có các cái thụ thể nội tiết mà xét nghiệm hóa mô miễn dịch giúp cho các nhà lâm sàng có thể lựa chọn phác đồ điều trị và tiên lượng về mặt tiến triển của bệnh nhân. Với trường hợp này thì em thấy là cái chẩn đoán thể mô bệnh học thì bên trái thì rõ ràng rồi, tức là một cái thể ung thư biểu mô thể ống xâm nhập độ 3 mà thứ típ phân tử luminal B HER2 âm tính. Điều cần làm thêm là làm hóa mô miễn dịch u vú bên phải. Tuy nhiên thì với các cái mảnh sinh thiết cũ thì mình cũng hoàn toàn có thể làm hóa mô miễn dịch trên các mảnh đã sinh thiết rồi được, chứ không cần thiết phải sinh thiết lần mới. Vâng, em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Trương giải phẫu bệnh. Xin mời thầy Thái, chuyên gia về ung biểu. Vâng, kính thưa quý thầy và quý đồng nghiệp, thì trước hết là cũng xin cảm ơn bác sĩ Nương có một cái ca lâm sàng tôi cho là rất là hay và cũng rất là đặc biệt, bởi vì cái tổn thương vú cả hai bên. Thế thì ở đây thứ nhất về mặt chẩn đoán thì tôi có một vài cái ý kiến như sau. Thứ nhất là rõ ràng đây bạn đánh giá là cái giai đoạn là T3, N1, AN2 và M1B thì có vẻ chưa được hợp lý, bởi vì là cái tổn thương lâm sàng mà mô tả đó là xâm lấn có ngoài gọi là tổn thương ngoài da cam rồi, sần da cam rồi, thì ít nhất đây cái này nó là T4B chứ không phải T3. Cái thứ hai là cái N thì ở đây cũng đã chọc cái tế bào rồi, thì không hiểu sao cái lý do N2 là phải là hạch vú trong, tổn thương hạch vú trong. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây là nếu mà cái tế bào khẳng định là âm tính rồi thì mình ghi là đây là chẩn đoán lâm sàng mà, thì vẫn là ghi là không. Đấy, còn cái chẩn đoán chẩn bệnh sau này cái P tiên em thì là mới là cái chính xác cuối cùng. Thế nhưng mà mình vẫn ghi là hai đây thì nó chưa được hợp lý. Thứ hai là về cái đề nghị về cái đánh giá tổn thương thêm, thì ở đây thì tôi thấy trước khi đi cái ý kiến này thì tôi thấy cái câu hỏi bạn đặt ra cũng rất là hay, đó là cái việc mà bàn luận về mặt phân biệt giữa cái tổn thương ung thư vú hai bên hay là tổn thương di căn ở cái bệnh nhân này, thì theo tôi thì vẫn phải đặt ra, bởi vì nó cũng có liên quan đến vấn đề xử trí sau này. Thì các cái tiêu chí để phân biệt hai cái này thì thứ nhất là dựa vào quan trọng nhất là cái mô bệnh học. Thì rất tiếc là ở đây thì cái kết quả mà mô bệnh học vừa rồi thạc sĩ Sương đã comment ấy, nhưng mà hôm qua thì tôi cũng đã đọc cái bệnh án trước của bác sĩ Nương và tôi cũng đã đề nghị bác sĩ Nương qua điện thoại, nên là mình phải xem lại cái giải phẫu bệnh. Thế vì vừa rồi bác sĩ Nương cũng đã trình bày lại rồi, thì bác sĩ Sương vừa rồi chắc là nhận xét trên cái bệnh án cũ gửi trước. Thế còn ngày hôm nay thì bác sĩ Nương có trình bày đây, thì tôi thấy đấy là kết quả tế bào học chứ không mô bệnh học. Đấy, thì như vậy là đối với kết quả tế bào là ung thư biểu mô tuyến vú thôi, thì mình chưa thể phân biệt đấy là ung thư đối bên, hai ung thư vú cùng một lúc hay là ung thư di căn, mà phải có kết quả mô bệnh học. Thế và kết quả mô bệnh học nếu cả hai mà khác loại mô bệnh học nhau thì mình khẳng định luôn được là hai ung thư cùng một lúc. Đấy, chứ không thể nói được là di căn. Thế còn trong hợp mà cái kết quả mô bệnh học cả hai tổn thương cả vú hai bên cùng một loại thì lúc đấy chúng ta rất khó phân biệt được đấy là hai ung thư của hai vú hay là ung thư vú bên trái vi căn bên phải. Thì lúc đó chúng ta sẽ căn cứ vào cái yếu tố lâm sàng. Tất nhiên đây là chỉ yếu tố gợi ý. Thì ở bệnh nhân này tôi thấy là cái tổn thương diễn biến bệnh của bệnh nhân như bác sĩ Nương cho biết thì là có từ cách 3 năm rồi. Thế trong khi đó kích thước tổn thương ở vú trái rất là to, còn tổn thương vú phải lại rất là bé. Thì mặt logic mà nói thì có thể là cái tổn thương chắc chắn là cái vú phải có sau. Nó sau và nghĩ nhiều đến tổn thương di căn nhiều hơn. Đấy. Nếu mà giả bệnh cùng đấy thì còn khác, thì chúng ta kết luận được luôn là không phải tổn thương di căn. Thì đấy là trả lời câu hỏi thảo luận ý tứ nhất của bác sĩ, cũng như cái khuyến cáo đưa ra là vì cái tổn thương diễn biến rất là muộn, thế thì mặt logic thì có thể nó không chỉ di căn ở vú đâu mà chỗ khác cũng có rồi. Do vậy tôi đề nghị làm thêm các cái tổn thương hay di căn ở vú, đó là sợi hình xương. Ở bệnh viện Lao Khao Cai có cái kỹ thuật sợi hình xương rồi, thì xem là cái ung thư vú rất hay di căn xương, xem có tổn thương di căn xương hay không, cũng như một số bệnh khác để chúng ta đánh giá được cái tổn thương chính xác, vì là do diễn biến quá 3 năm nay rồi bệnh nhân chưa điều trị gì. Cái ý thứ ba là về mặt điều trị,
Thì bởi bệnh nhân này thì tôi hoàn toàn nhất trí cái phác đồ của bạn đưa ra đây là dùng hóa chất. Đấy, hóa chất trước. Vì sao? Vì kể cả hai ung thư vú ở bệnh nhân này cùng bên thì cái giai đoạn ung thư vú trái cũng là giai đoạn muộn rồi, là T4 là 1B, tức là xếp đoạn 3B, tức là giai đoạn cũng gần là giai đoạn muộn, giai đoạn cuối. Do vậy là chúng ta phải dùng toàn thân trước. Đấy, thì là dùng hóa chất. Sau đó chúng ta đánh giá nếu tổn thương thu nhỏ đáp ứng, chúng ta sẽ xét phẫu thuật. Mà cụ thể ở bệnh nhân này chúng ta hai chu kỳ đã đáp ứng rất là tốt, một tổn thương bên phải mất hoàn toàn, tức là đáp ứng hoàn toàn, tan biến, còn bên trái đã thu nhỏ. Do vậy là chúng ta sẽ điều trị dự kiến khoảng 6 đến 8 chu kỳ, sau đó chúng ta xét phẫu thuật. Sau phẫu thuật xong thì ở bệnh nhân này chắc chắn sẽ phải kết hợp với khả năng xạ trị, bởi vì sau tổn thương giai đoạn T4B, tức là xâm lấn ra rồi, thì chúng ta phải xạ trị. Và đặc biệt bệnh nhân này có cái thụ thể nội tiết, bạn có đưa ra ở đây là nằm ở bệnh viện Đức đấy, thì là dương tính. Do vậy chúng ta sẽ có chỉ định điều trị nội tiết bổ trợ sau khi phẫu thuật điều trị hóa chất nữa. Thì xin phép dừng lại. Vâng, cảm ơn các thầy, các chuyên gia. Bác sĩ Nương có hỏi gì không ạ? Dạ vâng, em xin ghi nhận đóng góp của các thầy ạ. Vâng, cảm ơn em. Vâng, cái bệnh án rất là hay. Vâng. Em cảm ơn ạ.